Bảo là bạn thân lại còn cứ ngượng. Bài rap tiếng Việt đầu tiên mà Birey nghe chính là tiểu thuyết tình yêu của Andree. Rap Việt Nam. Xong rồi thì cái bài đầu tiên nó hiện lên là tiểu thuyết tình yêu của anh Ly Bảy với lại Andree. Em kiểu nhưng mà thì từ cái đó thì em mới lân la tới mấy cái forum Việt Nam, rồi bắt đầu em mới ok em làm quen, em mới bắt đầu viết tuần tiếng Việt. Mình em là thấy bạn rất là ok ạ. Mọi người ở đây đã bỏ lỡ bạn một lần. Cái này là nhường cho em là chứ không phải bắt nạt em. Bắt nạt đâu. Lựa chọn an toàn rõ ràng là em sẽ đi về với lời khuyên của Andree. Birey là bạn thân của Andree anh ạ.